Từ thời điểm bạn mới làm lông mày Flybrows cho đến khoảng 2 tháng sau, các sợi lông mày sẽ có sự thay đổi về màu sắc, độ to nhỏ của sợi. Sự thay đổi đó diễn ra rất tự nhiên, khó phát hiện và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Sau 1 đến 2 ngày, mực trên bề mặt da sẽ khô lại và đóng vẩy nhẹ theo nét sợi, không đóng vẩy cứng thành tảng đậm như phương pháp khác. Sau 3 đến 5 ngày, lúc này phần mực đóng vẩy sẽ bong nhẹ như da chết, bong theo đường sợi nhẹ nhàng khi bạn rửa mặt. Có thể vậy sẽ bong nhẹ nhàng đến mức không thể phát hiện ra bong lúc nào. Sau 5 đến 10 ngày, dáng mày gọn hơn, sợi Flybrows có xu hướng hơi nhạt màu do những hạt mực dưới da cần thời gian để đẩy lên trên bề mặt da. Sau 10 đến 14 ngày, sợi Flybrows lên màu đậm hơn vì lúc này hạt mực được đẩy dần lên da mặt, màu mực sẽ dần ổn định. Sau 1,5 đến 2 tháng, đây là giai đoạn ổn định sau tạo sợi, màu mực và form dáng sẽ ổn định trước khi tiến hành dặm sợi lần 2. Quá trình ổn định sợi Flybrows diễn ra tự nhiên, tinh tế, không hề gây đau đớn hay ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt.